Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ngày 28 tây tháng 9 và các nội dung đáng chú ý sau đây. 75.000 chi phí làm tóc được khai vào thuế doanh nghiệp của Tổng thống Trump. Nhiều cơ quan ở Washington bị tin tặc xâm nhập, bị bắn chết vì tranh cãi lúc xếp hàng vào ngôi nhà ma ở Michigan, lấy dao đâm mẹ trên xe lộ xa lộ 10 ở Pomona, một thanh niên bị bắt. California sẽ giam tù nhân chuyển giới theo giới tính tự nhận bùng nổ chiến tranh ở Armenia, Azerbaijan, Mỹ có thể rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq, Trung Quốc dọa chiến tranh nếu Mỹ đưa quân trở lại Đài Loan. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, như báo Người Việt đã đưa tin ngày hôm qua, tờ báo The New York Times vừa công bố chi tiết bản kê khai thuế của Tổng thống Trump trong gần 2 thập niên vừa qua, thì ngoài chuyện tổng thống Trump đóng 750 đô la tiền thuế vào năm 2016 và 2017 thì còn có những khoản khai làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Ví dụ như trong thời gian làm cái show The Apprentice, tổng thống Trump đã chi đến 75.000 đô la để làm tóc và ông còn chi đến hơn 95.000 đô la để làm tóc cho con gái Ivanka Trump tham gia cùng ông trên show và cả hai khoản chi đều được kê khai là những chi phí trong kinh doanh. Mặc dù những thủ thuật khai thuế của những doanh nghiệp và cá nhân nhằm làm giảm hoặc là tránh đóng thuế là chuyện phổ biến ai cũng hiểu, nhưng những tiết lộ về thuế của Tổng thống Trump tạo ra một cơn chấn động khiến công luận rất quan tâm. Người dân vẫn chưa quên được trước khi lên làm tổng thống, ông Trump từng chỉ trích cựu tổng thống Barack Obama vào năm 2011 chỉ đóng có hơn 160.000 tiền thuế là chiếm 20% thu nhập của ông Obama lúc bấy giờ thì theo tổng thống Trump, ông Obama đã đóng thuế như vậy là chưa đủ so với thu nhập của mình. Theo hãng tin Bloomberg ngày 28 tháng 9 là ngày hôm qua cho biết tin tặc đã dán đòn tấn công đồng loạt vào các cơ quan của chính quyền tiểu bang Washington, lây nhiễm các hệ thống bằng mã độc phức tạp trong đó có Trickbot. Vụ tấn công đã kéo dài hơn tuần và làm bộc lộ những nhược điểm về an ninh của các hệ thống mạng máy tính của chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, các hoạt động của những cơ quan này vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hệ thống bầu cử tại tiểu bang cũng không bị suy chuyển, nhưng vụ tấn công đã làm nổi bật những cái nguy cơ tiềm năng đối với các mạng máy tính vào thời điểm chỉ còn hơn một tháng là đến ngày bầu cử tổng thống. Văn phòng thống đốc tiểu bang ngày hôm 24 tây tháng 9 trước đó cũng thừa nhận là các cơ quan tại Washington đang đối mặt với mối đe dọa tấn công tinh tặc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng để kết luận vụ tấn công nhắm vào hoạt động bầu cử. Cảnh sát ở Michigan hôm thứ Hai Ngày hôm nay đang truy tìm nghi can sau vụ nổ súng lúc nửa đêm ngày thứ bảy rạng sáng chủ nhật ngay tại căn nhà ma ám Erebus tại Pontiac, nạn nhân là một người đàn ông 29 tuổi ở Detroit, cảnh sát nói rằng là đã có tranh cãi trong lúc đứng xếp hàng để vào xem ngôi nhà ma này nằm ở vùng đông nam michigan nơi nhiều người thường đến để được nhát ma vào mỗi dịp halloween đã khiến cho một người bị bắn chết nạn nhân và người bạn gái đang đứng xếp hàng theo lời cảnh sát thuật lại thì nạn nhân và người bạn gái đang đứng xếp hàng thì có một người đứng trước họ không di chuyển và nạn nhân và nghi can có lời qua tiếng lại vì nghi can nghĩ là nạn nhân đang lấn lấy vị trí của mình và lấn lên phía trước. Nạn nhân sau đó nói với người bạn gái là anh ta đi ra ngoài xe và nghi can cũng đi theo, bỏ ra bỏ theo và, và đi theo ra phía bãi đậu xe. Sau đó thì mọi người nghe thấy tiếng súng nổ và nạn nhân được tìm thấy trúng đạn vào hông, vào cổ và ngực và có nhân chứng báo lại cho thấy là có chiếc xe màu xanh phóng nhanh khỏi hiện trường. Được biết, Airbus này là căn nhà ma gồm 4 tầng lầu tại thành phố Pontiac của tiểu bang Michigan chỉ mở ra vào dịp ở lễ Halloween mỗi năm từ năm 2005 đến 2009 nơi này từng giữ kỷ lục thế giới Guinness về số người đến xem. Theo nguồn tin cảnh sát thì một thanh niên 22 tuổi đã bị bắt sau khi bị cáo giác là dùng dao đâm vào ngực của mẹ mình lúc đang đi trên xa lộ số 10 ở thành phố Pomona vào tối ngày Chủ nhật ngày hôm qua 27 tây tháng 9, một nhân chứng gọi cho cảnh sát và nói là có nghe thấy tiếng một phụ nữ la hét và nhân chứng cũng nói là thấy một người ném mấy cái vật gì đó qua bờ tường dọc xa lộ vào con đường nhỏ nằm sát lề xa lộ. Nhân viên cảnh sát khi tới nơi thì thấy một thanh niên 22 tuổi là Brandon Lewis cùng người mẹ 53 tuổi. Cả hai đều bị các vết dao đâm vào ngực. Các điều tra viên tin làng Lewis đã lấy dao đâm mẹ trước khi ném mấy món đồ gồm cả con dao qua bờ tường. Hiện chưa rõ vì sao mà cậu thanh niên này lại bị thương tích trong vụ việc như trên. Và cả hai mẹ con đã được chở tới bệnh viện Pomona Valley Hospital trong tình trạng sức khỏe ổn định và Lewis sẽ bị truy tố tội cố sát vào thứ bảy tuần vừa rồi thống đốc tiểu bang california là ông gavin newsom đã ký thông qua luật bắt buộc các nhà tù của tiểu bang phải giam giữ những phạm nhân chuyển giới theo giới tính mà họ đã lựa chọn với điều kiện là không gây ảnh hưởng đến an ninh và quản lý của nhà tù luật lệ trước đây của tiểu bang california giam tù nhân theo giới tính khai sinh vào những trại giam nam nữ riêng biệt Tuy vậy quy định này tạo ra những lo ngại về sự an toàn cho những tù nhân nam đã chuyển giới thành nữ và theo luật mới, các quan chức phải hỏi riêng những tù nhân xem họ có phải là những tù nhân nam đã chuyển giới thành nữ hay không và Um, và họ thuộc là người chuyển giới người giới tính thứ ba hay là lưỡng tính sau đó những tù nhân này có thể yêu cầu được giam ở nhà tù theo nguyện vọng của họ luật cũng yêu cầu nhân viên trại giam phải gọi những tù nhân chuyển giới với đại từ là đúng với giới tính của họ thống đốc Newsom còn ký thông qua luật yêu cầu các nhân viên sức khỏe cộng đồng ở địa phương phải theo dõi sự ảnh hưởng của dịch bệnh lên cộng đồng LGBT Ngoài ra ông còn ký một luật khác cấm các công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối bán bảo hiểm của những người dương tính với HIV. Căng thẳng âm ỉ nhiều thập niên giữa Armenia và Azerbaijan liên quan đến vùng lãnh thổ ly khai bùng phát xung đột vũ trang ngày hôm 27 tây tháng 9. Quân đội Armenia và Azerbaijan cuối tuần trước đã bất ngờ nổ ra một cái vụ một sự đụng độ dữ dội khi hai bên cáo buộc nhau tấn công trước vào các mục tiêu ở vùng Nagorno-Karabakh các cuộc oanh tạc pháo kích của hai bên sau đó đã gây nhiều thiệt hại cho đối phương với hàng loạt chiến đấu cơ bị phá hủy và nhiều dân thường bị thương vong. cái vùng Nagorno-Karabakh là nguồn cơn căng thẳng hàng chục năm giữa hai nước cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết và cái khu vực này nằm trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng phần lớn dân ở tỉnh này là người Armenia vốn chiếm thiểu số và luôn tìm cách ly khai khỏi Azerbaijan để sát nhập vào Armenia vụ đụng độ cuối tuần trước cho thấy hai bên dường như đã leo thang đến một cấp độ căng thẳng mới khi mà binh sĩ hai nước huy động cả xe tăng pháo binh và không quân tham chiến dù chưa rõ là bên nào nổ súng trước Tổng thống Nga là ông Putin hôm qua đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về leo thang xung đột giữa hai nước này và đề nghị hai bên phải làm mọi điều có thể để ngăn xung đột tiếp tục leo thang và chấm dứt thái độ thù địch. Giới chuyên gia nhận định là cái áp lực quốc tế rất quan trọng để tái lập hòa bình lại giữa hai nước này. Mỹ dường như sắp rút toàn bộ những nhân viên ngoại giao khỏi Iraq gây lo ngại nguy cơ leo thang xung đột quân sự tại nước này. Và theo cái uh, những người quan sát về chính trị tại Iraq cho biết là Mỹ đang tiến hành những cái bước để chuẩn bị để rút toàn bộ đại sứ quán uh, khỏi Iraq trừ khi Baghdad ngăn những vụ tập kích nhắm vào nhân viên và hạ tầng cơ sở của Washington. Đây là một hành động được Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iraq vào hồi tuần trước. Giới chức Iraq lo ngại là những biện pháp cắt giảm đội ngũ nhân viên ngoại giao của Mỹ có thể tiếp nối bởi hành động leo thang căng thẳng với Iran, gây nguy cơ bùng phát xung đột với những nhóm dân quân thân Tehran và biến Iraq trở thành chiến trường đẫm máu. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về kế hoạch rút đại sứ quán tại Iraq và kể từ tháng 10 năm ngoái, các nhân viên ngoại giao và binh sĩ Mỹ ở Iraq đã trở thành mục tiêu của hơn 30 vụ tấn công bằng pháo phản lực. Washington cũng đã cáo buộc các phe phái vũ trang thân Tehran đứng sau những vụ tấn công này. Bây giờ đến thông tin liên quan đến China, thưa quý vị. Hồ Bích Tiến là tổng biên tập tờ báo Hoàn Cầu, vừa mới có một tuyên bố xanh rờn trên Twitter nói là Trung Quốc sẽ tiến hành chiến tranh nếu mà Mỹ đưa quân trở lại Đài Loan. Được biết lời đe dọa này của tổng biên tập tờ báo tuyên truyền của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra nhằm đáp trả bài viết có tựa đề là Ngăn chặn cuồng lông của đại úy thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là Walker Mills đã viết cho báo Military Review. Trong bài viết của mình thì đại úy Walker cho biết là sự mất cân bằng cán cân giữa Trung Quốc và Đài Loan là điều kiện tốt để Trung Quốc uh là cái khả năng để Trung Quốc có thể tấn công bất ngờ Đài Loan và đại ý Walker thúc giục ngũ giác đài nên gửi quân đến Đài Loan. Và trong lời đáp trả của mình thì ông Hồ Tích Tiến cho biết là Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Và trong tháng 9 này đã có nhiều ghi nhận về những căng thẳng khác thường giữa Trung Quốc và Đài Loan và Mỹ. Mỹ gần đây đã gửi nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ đến Đài Loan Trung Quốc đồng thời có nhiều hành động đe dọa bằng các cuộc tập trận ngay trên eo biển Đài Loan và hàng chục lần cho máy bay quân sự băng qua đường ranh để tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Quốc hội Hoa Kỳ còn sửa soạn một điều luật công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập và không công nhận chính sách một Trung Hoa của chính quyền Bắc Kinh. Vừa rồi là các tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!